Con nhỏ đồ trắng này tôi cũng biết. Ông kể tôi có nghe. Một người uống thuốc tự vận nè, nhỏ con gái nè. Rồi bà kia đi nạo thai còn miếng sót miếng thai bụng. Rồi chết thì chết, bệnh mà chết. Nói chung hai bà đó, hai người đó linh thánh thần, nhát thánh thần luôn. Bà gọi đèn, mở đèn sáng gọi thấy, ủa chắc giờ trong bụng á, ủa chắc giờ là ai đi bận đồ trắng đấy trời. Gọi đèn kỹ, bét 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 rồi, mày tới số rồi, mày chứ không ai. Để cộng hết cái bừa bọc câu xuống. Rước, trời ơi ma nào nhát rồi là ma tới số. Cái má của ông bảy dính đất kìa. Cái nó vừa tắm đi, hàng ngày tay không? Yeah. Hồi nào vừa ấy vừa tắm rửa hết trơn. Vừa ông nào mấy thở thì ghê kìa. Con quần ông nào cũng có nè, ướt hết rồi. Nó ướt rồi. Cái này khoảng ký hơn. Cho mọi người coi thử. Này là con. Đây nè. Ớt. Ớ. 3 tí á. Rồi cái đó lên đầu dưới. Nó chưa được nó rộng mà. Nó gặn rồi. Nó gặn quá. Nói chung là tới đây vậy nè. Đây nè. Quả gì thành thằng ơi, trời mưa cho. Dở ra coi nè không. Trời trời coi cái nhãn này nó thoát lên đó. Ở 3 cái rưỡi rồi. Wow. Có nữa. Đây đây, cả rồi đi khỏe rồi, hết cằn cỏ rồi. Ông kể chuyện gì cho tụi con nghe với ông bảy. Kể, biết chuyện gì không kể. Thông báo cho mọi người bây giờ là 1:10. Và mình với lại Phong với ông Bảy đang ở giữa đồng. Giữa cánh đồng. Và nghỉ ngơi. Thật ra thì đối với ông Bảy thì đi một mạch rồi về luôn. Đi mình... về luôn với cảnh chú hồ mệt mới nghỉ chứ dễ thì nghỉ. Đi lại ra ra vậy đó rồi. Bắt ếch nhá vậy gặp cái gì lại lại không? Mai gượt hai ba bằng rồi đó. Mai gượt hả? Ừ, tôi gượt á. Ủa, sao ông Bảy được? Có cái đạn đây, đâu phải đó. Đạn đau đầu nè. Ông Bảy có thể kể cái chuyện mà mai nhát không? Ừ, thì cũng bình thường thôi, có vậy. Kể cho tụi con nghe với. Ừ, đi gặp nó, mình trở người ta. Mình đi biết biết tới là gặp biết nó rồi. Gọi với giò biết nó rồi, gượt. Gọi giò thấy gì? Giò đó. Thấy giò đó hả? Giò đi không đắt vậy hả? Mình biết nó rồi. Bắt đầu gượt. Biết nó là gượt à. Lâu chưa, cách đây lâu chưa? Đâu lâu không đâu. Từ hôm đầu mua đây nè. Hôm đúa 20 ngày. Ừ. Rồi ngày hè nãy mình đi ra đó, gượt hai lần rồi đó. Ngày hè mình đó, mới gượt đây nè. Mới gượt đây, con ma sau thì khoảng chừng nửa tháng nay à. Đi tới ngày bờ chanh nãy mình đi ra ha. Ngày đầu đó ha, ngày đường quẹo bờ mẫu đi đó ha. Là gọi đèn, mở đèn sáng gọi thấy, ủa chắc giờ trong bụng á, ủa chắc giờ là ai đi bận đồ trắng đấy trời. Gọi đèn kỹ, bét 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 rồi, mày tới số rồi, mày chứ không ai. Để cộng hết cái bừa bọc câu xuống. Rước. Rước con chạy tạc gì ngay chỗ mấy cái nhà bởi đó. Ồ biết rồi, biết nhỏ nó nhát rồi. Qua hiệp thứ hai, thì bà già của thằng mà nãy mình đi đường đi ngang đi vô đó, cho già hàng trước đó, chút bây giờ kỹ cho cái nhà đó. Bà gặp tôi bao giờ bà ớn rồi, bà hết cái nhát rồi. Rượt bà hai lần đó, không phải đó đâu. Trời ơi, ma nào nhát rồi là ma tới số. Nên nặng ông vía, sợ nó không sợ, bệnh sợ nó sợ mình. Nặng ông vía là gặp, rượt thấy bùa nội nó chứ. Với hoàn cái đèn bùa nội đầu, nó sợ đèn. Cội đèn rồi nó chá luôn, chá mặt nó chạy. Ờ ma mà gặp nó, mà chừng là chết. Gặp nó một cái bóp bụng đi đại tới. Mình đừng gọi trên, gọi dưới giò nó. Bị người nhát á, đi lắc. Những người ma nhát thì đi cao rồi. Đi không lắc. Dưới đi gỗ trên không có biết được. Gỗ dưới đất gì, gỗ trá dưới đất gì. Lụm nè, ruột cái liền. Chạy có tiếng động không? Không ạ, à, nó chạy có tiếng động. Nó chạy chút xíu mất tiêu à. Chạy khoảng chừng bằng cầu đằng đằng ở đây, tới cầu mình là mất tiêu rồi đó. Là biết nó rồi. Chứ phải không biết đâu. Nhưng mà trước đó ông Bảy sao cảm nhận được biết là ma? Biết chứ. Biết liền rồi, ví dụ giờ mình đi dắt đầy nè, phải không? Dắt 21 2 giờ rồi nè. Mình đi đường dắt giờ người ta đâu có đi đồng đâu. Dân đường người chú quận đâu có đi đồng thì mình biết nó rồi. Mà biết phải chú ý mới được, không chú ý là không được. Nó gọi mình gọi nó áp của nổi rồi trời. Là mình gọi nó là nó quay mặt cái gì nè. Đừng thấy cái lưng mà. Nó thấy mặt đó thì sao dám.
Đây, tôi lượn thấy mình cá nó đạn ra gọi nó cá mặt nó quay vậy thôi. Rồi bắt đầu nó quay lại rồi cái mình gọi giò nó. Mà hai người biết liền. Ốc ác không nổi nữa hả? Nổi gặp đó hết sợ rồi. Gặp ngược nó là hết sợ rồi đó. Mà người ta nói là khi mà mình gặp ma đó, mấy người trầm không gặp thường là sợ. Mà ốc ác là mình nó nổi tóc mình nó dựng đứng có không? Không chắc vừa không có bị vô đó rồi, mấy người kêu biết sao tôi không có rồi. Tôi gặp là gọi đó, gặp là tôi biết rồi là chết với tôi đó. Gượt tôi tớ ổ luôn. Ở ngoài ngay chỗ khúc mình đi ra, con ma nổi tiếng đó. Ngay mình đi ra, đi hòa ra đó. Sao nổi tiếng mà? Mà để đi ngang qua mấy cái mồ á. Ma nó hát. Ma dữ lắm, khúc đó ma dữ lắm. À giờ sẽ thấy im im. Hồi tôi gượt hai ma đó tới giờ là thấy im im. Con nhỏ đồ trắng đó, thì nó cái nhà nó ở mấy bên đây học chút gì vậy kỹ rồi kìa. Vì cái nhà mình đi ra vô đường nãy đó. Bà già của người đó đó. Mà, là. Chết ông biết hả? Ông biết cái người đó à? Biết rồi không? Chết sao? Rồi con nhỏ đồ trắng này tôi cũng biết. Ông kể cho tụi con nghe. Một người uống thuốc tự giận nè, nhỏ con gái nè. Rồi bà kia đi nạo thai còn miếng sót miếng thai trong bụng. Rồi chết, thì mình chết, bệnh. Mà chết nói chung hai bà đó, hai người đó linh thánh thần, nhát thánh thần luôn. Rồi khúc lần này đó ha. Bỏ đó là ông phản ngay miếng giường đó. Là cái bà chị bà kia á, anh thần bà còn giữ nữa, cái dắt giờ bà còn đó, bà còn nhát đó. Mà thôi đi bà không có nhát luôn. Bà đó cũng khoảng 60 tuổi rồi đó. Trộn bỏ bà đó phá thánh thần luôn. Nhờ có cam chỗ đó, nó bà không nhát thường được. Cái am này, mấy chú rất chưa biết cái am đó hả? Nghe xe tải đầu nãy đó. Có cái am thờ trước đó. Cái am nó dữ lắm, trời. Mà vô không được đó. Là tới cũng không được đó. Kiểu đó là kiểu bằng chính sái đó. Chính sái đại càng đó. Ông dữ lắm đó. Ông nói cai quản này. Cai quản đây đó. Mà không dám vô là bà tôi nói bà 60 tuổi nha. Bà thấy con nít bà thèm lên liếm. Mà bà không dám lợi. Bà tính thịt nít mà bà không lợi. Bà không lợi đó. Lợi gì được. Bà nó binh của ông đó. Ông chủ đó. Ông ở am ấy. Được. Chép. Còn vậy chứ linh nít linh. Mà trời ơi. Cái am nó linh dữ lắm rồi. Hồ bắt là bắt đó. Không phải chơi rồi là thề lơ mơ của chị chết đó. Ông có đó. Chị đâu còn hơn con đình với anh nữa. Đợi thề là cái này kia đó. Thì rồi đó. Vài bữa sau là chết liền, hạt máu chết liền, mới là bệnh, không bắt bệnh, bệnh chết rồi. Ông ấy kể là tụi con là có ba con ma. Khúc đó ba con ma đó, không tin về mấy chú sáng hỏi thử biết liền. Vậy sao, hồi lúc đầu ông mấy dẫn tụi con đi vô cái đường đó? Không thua chứ, trời ơi, sợ gì, gặp tôi tới số chứ đừng. Hồi nãy dẫn từ nhà, từ chiếc ghe của ông Bảy là đi qua đi cánh đường. Đồng này thì phải đi qua mấy cái phần mộ. Ừ, mấy cái phần đi mộ. Đường bên kia cũng được vậy. Đừng tống trở vậy nè, là đi thôi sát nè, ta đi tới không ha, không thích. Cái vụ vừa có xảy ra như vậy rồi. Đêm hôm đó đi cầm câu, nó nhổ câu đường này, mắc đồ nó. Không bao giờ tôi đi đường nhà đông, không đi đâu. Chắc là đi vậy rồi. Những cái người mất đó không mày? Là lâu chưa? Nó lâu chưa mày? Những cái người mất đó lâu chưa? Lâu lắm rồi. Còn vậy đó. Bị chết quan mà. Cái bà già 60 tuổi lần này đó, thì bà cũng y gan luôn đó. Ông tin tôi nói rồi mấy chú về sáng hổ thử hết chỗ đó rồi biết rồi. Hổ chứ về trời ở sau khánh ngày chỗ quán mấy chú ngủ lại ha, sáng hổ biết liền. Một người phụ nữ uống nước sâu. Ừ, nhỏ lắm mới, năm nay nó mới 25 tuổi. Mà ông lấy cốt thì dưới rồi nó còn vậy đó. Ở đâu, quê đâu? Quê với Mỹ Hiệp Sơn chứ. Với Thổ Sơ, với Hiệp Sơn là xã quê ở tỉnh Kiên Giang. Ông lấy cốt hôm bữa Tết lên dưới rồi đó, mà còn vậy đó. Quê gốc ở Kiên Giang hả? Ừ. Nhưng mà sao hay gặp chú để hù chú làm gì? Ai biết nó nhát mình mơ, tưởng mình sợ nó không, ai ngờ mình sợ mình chống cự rồi nó chạy. Dễ mà. Rồi đâu mấy con ma gặp tôi là ma xấu số với chú tuyệt tình. Vậy là ông Bảy là khắc tinh của ma. Hả? Ông Kỳ. Ừ, là khắc kỳ không biết ai cũng nói mà là mày sao dám gượt. Nó mấy bà đi, đây làm bộ mấy bà nhát đi. Ngu hơi nhát, gắt mày gượt mày đập mày chết sao. Hổng tin sáng hổng mấy bà rồi mấy bà nó cười. Ừ mà có mấy chú đừng có sợ nó. Sợ nó lần. Biết không? Giờ mấy chú sợ thiệt. Mặt đi mà giàu sợ nó đó. Mấy chú cứ bóp bụng đi chạy gượt ngay chân nó đi. Chạy xí bụng nội nó chừ. Chạy xí mộ chừ chứ không chống cự. Có lần nào mà ông chạm trán không? Ít lắm. Ở sao mình đậu cái đạn đầu này nó giáo lời gạn. Tôi thui nè cho mọi người coi nè. Ngoài cái vùng sáng của hai anh em mình thì ở đây không thấy gì hết. Mà một giờ khuya thì thường thường mà đi một mình ban đêm á, sợ nhất là cái chuyện là
tâm linh. Dẫn lối đi, đi không xác định được luôn. Đèn này sao nó mát rồi, nó biến sáng. Rồi, đó, nãy nói sợ cái đen chưa? Đừng giờ gõ hết cái thợ cắt xa mình đường đây đó, nó sợ thấy mùi nồi từng chục ngày trước, sợ chết đây ra đám chuối đó, nó sợ rồi đó. Nó lắm là gần mình đó, gọi đèn rồi vậy, nó sợ rồi đó. Chán mắt nó sợ rồi đó. Những cái người mất đó là lúc đó ông Bảy biết không? Không biết. Có hai bà sao thì biết rồi. Cái bà 60 tuổi không biết. Bà chết 60 tuổi mà còn nhát vậy. Ứng, bà chết quang vậy. Trời ơi, cũng xác bên đó. Bà con dòng họ của băng đó không biết. Cái băng mà tôi nói hai người nhát băng đó không biết. Bà ăn bả loại thịt nít. Bà là có đào chín càng, đại chín thái, chín đại càng nữa. Bà cũng lợi. Tờ mưa á, tờ mưa là bà kiếm chỗ mới tốn rồi đó. Xuống mình nói quá tò lỗi nha. Bà xuống ba cầu cầu ế đó, chung dưới đó. Còn đầu ánh bắt được. Rồi hết chuyện mưa bà đi lên. Bà đạp đồng bà nói mà. Nhập người ta đó, bà nói. Bà là bà thèm đưa sớm nít đưa dữ lắm. Bà ăn không được. Rồi đó sao được. Rồi đó là băng cũng chính xác đại càng. Chết luôn, chết luôn. Rồi bay cá bà, hai cái bà này nè, hai cái bà nhỏ này nè. Chưa đụng chuyện. Bị bà ở sau hè không mà bà chưa đụng mấy cái đó. Ở đó ở sau hè rồi. Đó, bây giờ mấy chú đi khơi khơi ra đi. Giờ hai chú giờ kêu mấy chú biết rồi, cho mấy chú về trước đi tôi ở dưới nè. Rồi mấy chú bị nhát che. Rồi chứ lạ đó, chờ liền đó. Hai con đó đó. Nhưng mà lúc nãy con với lại Phong có nhờ ông làm hộ mệnh mà. Tụi con đi sao thôi. Là mấy chú giờ đi về đi, về ngay đường đó đi. Không bị không biết. Không bị này không bị kia. Làm cái này kia nhát à. Chứ không phải vậy đâu. Mà tôi đi nó hà gầm mà luộc nó lần hai lần nó hết chánh nhát rồi. Thôi vậy lát nữa dẫn con với Phong đi đường khác. Không có thua đấy. Thu đi rồi cũng đừng sợ. Anh ngồi hút hết điếu thuốc đi mãi cái chuyện. Lai ra đi còn đâu câu xa còn hơi xa. Thôi đi thôi. Đi đường là bình thường rồi ha. Hết ấy rồi. Rồi tụi mình sẽ tiếp tục hành trình đi. Xong một thời gian cái chuyện thì anh em cũng lại ấn ấn. Tại chứ Phong ấn không tin đi rồi tôi để mấy chú đi đường đó đi rồi mấy chú biết liền lạ lại. Sơ liền đó tôi thấy vậy đâu. Thật ra thì ông Bảy là người chứng kiến và là người đã gặp lại. Có muốn về thì chút tôi đứng ngoài này á, rồi mấy chú đi vô đường đó đi. Tôi đứng ngồi đi vô, rồi mấy chú rồi biết cái cảnh đó chú rồi. Trời bây giờ tự nhiên muốn nổi da gà. Cho con uống miếng da nắp coi. Cái này là cái tại này bên chợ mới đó.